báo giá gạch 60 nhân mét 2 hàng Ấn Độ mới nhất năm 2024 nha cả nhà. Mời cả nhà cùng xem nha. Trước mặt mọi người là top 20 mẫu gạch 60 nhân mét 2 gạch Ấn Độ. Đây là một mẫu gạch giả đá rất là đẹp nha cả nhà. Đấy. Rồi, tiếp theo là một mẫu gạch giả đá 60 nhân mét 2. Gạch rất là bóng, rất là đẹp. Vân đá màu kem vàng. Đấy, vân này thì phù hợp là lát nền, ốp tường đều đẹp nha cả nhà. Rồi, mẫu thứ ba là một mẫu trắng vân khói. Trắng vân khói, trắng vân đá thì chưa bao giờ hết hot cả nhà. Quá đẹp ha. Rồi, tiếp theo nữa, mẫu này là độc lạ nha cả nhà. Đấy. Nhìn giống thùng bia Tiger. Anh em nào mà fan của bia Tiger lấy gạch này về ốp tường này, quá đẹp luôn. Vân đá cực kỳ xịn sò nha cả nhà. Đấy. Rồi, đẹp như thế này mà giá chỉ khoảng 350 một mét thôi. Rồi, tiếp theo là một mẫu vân đá màu xám trắng. Mẫu này thì giá là 290 một mét nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là một cái mẫu giá 290k một mét. Vân đá rất là đẹp nha cả nhà. Đây, quay xương gạch cho cả nhà xem này. Hàng Ấn Độ, đấy, xương đá rất là xịn. Chống thấm, chống chảy tốt. Thiết kế hiện đại. Vân đá như thế này thì ốp lên rất là sang nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là một mẫu màu xám. Màu xám chưa bao giờ hết hot luôn. Màu xám rất là đẹp. Giá 290k nha. Rồi, tiếp tục là một mẫu màu kem. Màu kem vân vàng, vân đá. Vân này mà là đá hoa cương thì giá chắc phải là 2-3 triệu một mét đấy cả nhà. Mẫu này chỉ có là 290k thôi. Đấy, chỉ 290k. Vân đá quá đẹp cả nhà. Màu xám như thế này thì lên nhà cực kỳ sang nha. Ốp tường đẹp. Ốp nhà tắm đẹp. Ốp mặt tiền cũng đẹp. Ốp chỗ nào cũng đẹp luôn cả nhà. Rồi, tiếp tục là một mẫu trắng vân đá, trắng vân khói. Rất là sang, rất là xịn. Đây, ở đây tiếp tục là một mẫu là độc lạ nữa cả nhà. Vân vân giả đá cẩm thạch. Quá đẹp luôn ha. Quá đẹp. Giá chỉ 350k một mét. Giá tại kho quận 12 nha cả nhà. Rồi. À, đây là mẫu gạch Tejazo này. Bữa nào các bạn nào hỏi mẫu gạch Tejazo. Mẫu này ốp rất là sang nha. Những cái thiết kế châu Âu ốp sang lắm. Đấy, những cái mẫu gạch Tejazo này được mấy cái bạn thiết kế, là công ty thiết kế phối cảnh lên ốp tường cực kỳ đẹp luôn. Giá chỉ 290k nha cả nhà. Đấy, giá quá rẻ cả nhà. Rất rẻ nha. Rồi, tiếp tục là một mẫu màu đen vân đá. Màu đen vân đá sang không? Ốp mặt tiền đẹp lắm đó cả nhà. Rồi, cuối cùng là một mẫu màu xanh. Màu xanh vân đá này cũng khá là độc lạ đây này. Độc lạ đây này. Quá đẹp ha. Giá 350k một mét. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Hồng Hà Ceramic.